Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hành trình sự sống của chúng tôi luôn mong muốn được chia sẻ đến quý vị và các bạn những tấm gương, những con người đã vượt lên số phận, vượt lên bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống. Nguyễn Thị Diệp đã từng trở thành tâm điểm chú ý của cả cộng đồng với hàng trăm tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi Diệp là trường hợp ghép gan đầu tiên đánh dấu bước chuyển mình của nền y học Việt Nam. Sinh năm 1995, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Ngay khi mới sinh, sức khỏe của Diệp đã rất yếu. 2 tuổi đã phải lên bàn mổ vì bị tắc đường ống dẫn mạch bẩm sinh. Từ khi sinh ra đến khi 10 tuổi thì dường như có đến phân nửa thời gian Diệp gắn bó với giường bệnh. Nếu không được tiến hành ghép gan, em Diệp sẽ không thể sống quá 1 năm nữa bởi bệnh đã biến chứng sang xơ gan. 2003 ấy, cháu nội tung là lúc ấy là bụng cháu to, bình thường to, nói chung là còn hồi là cũng hết sự sống, gần như kiểu giai đoạn coi cuối rồi. Đọc báo thì các nước thì ghép nhiều mà mình chưa ghép bao giờ. Đấy, các bác ấy phân tích cho là mình cắt đi một phần gan, mình hang thẻ cho con mình, cái ý là mình thì không sợ. Sau những xét nghiệm cần thiết thì ngày 31 tháng Giêng năm 2014 là ngày mà Diệp và bố lên bàn mổ. Sau 14 giờ căng thẳng trong phòng mổ, ca phẫu thuật đã hoàn thành việc lấy 1/3 lá gan của bố để tiến hành ghép cho Diệp. Với các y bác sĩ trực tiếp tham gia ca phẫu thuật thì đây là cả một kỳ tích, một phép màu. Diệp đã được sinh ra lần thứ hai. Mong nhớ nhất của gia đình là thôi giờ cháu nó đã nhà nước và y bác sĩ ngoài nước và trong nước đã ghép cho cháu, đến bây giờ đã được 10 năm rồi. Những cái gian nao thì con đã vượt qua rồi. Giờ còn thấy những bây giờ bố mẹ đã chăm sóc con đến bây giờ rồi. Đấy, con phải nghĩ làm sao giữ cái sức khỏe và con học tập. Sau 10 năm kể từ ngày ghép gan thành công, giờ đây Diệp đã trở thành một cô sinh viên trường y, đúng như ước mơ của em. Ước mơ trở thành một người mặc áo blue trắng để cứu chữa cho nhiều người bệnh. Tự nhủ rằng phải cố gắng hơn nữa để đền đáp công ơn của ông bà, bố mẹ và các y bác sĩ đã thực hiện ghép gan cho mình. Những con người đó đã nỗ lực hết mình để giành lại sự sống cho em. Có một điều mà em đã chôn từ đáy lòng rất lâu rồi, em đã muốn nói với mọi người rất rồi. Giờ em rất muốn, điều quan trọng nhất là em muốn gửi lời cảm ơn từ trong đáy lòng mình đến người bố đã sinh ra em lần thứ hai, người mẹ, người ông cùng mọi người trong gia đình đã tận tình chăm sóc em trong những giai đoạn mà em nằm viện cũng như từ hồi bé đến bây giờ. Còn đối với các bác sĩ thì em xin gửi lời đến cảm ơn các bác sĩ đã vất vả nghiên cứu ra để ghép gan cho em, để cho em có thể sống lại được với bố mẹ ạ. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, dẫu ngoài kia vẫn còn nhiều mảnh đời không được may mắn như em, nhưng chúng ta luôn tin rằng sẽ có nhiều phép màu đến với những bệnh nhân như Diệp để họ có thêm niềm tin, hy vọng về cuộc sống, có thêm sức mạnh để có thể chiến đấu với bệnh tật. Qua câu chuyện đời của người bệnh nhân vừa rồi đã vươn lên số phận để sống có ích cho xã hội, thiết nghĩ những người may mắn có được một cơ thể khỏe mạnh hãy sống có ích hơn, cống hiến hơn nữa cho gia đình và cho xã hội này.